Chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin tổ chức Quỹ Người Thường. Quỹ Người Thường, tên tiếng Anh Monsignor Foundation INC, còn gọi là Xã hội Người Thường hoặc Tổ chức Người Thường, là một tổ chức với mục tiêu đấu tranh bất bạo động và bảo vệ cuộc sống và văn hóa của người thường ở Tây Nguyên, Việt Nam thông qua các biện pháp hòa bình. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1990, có trụ sở ở Nam Carolina, Hoa Kỳ và do ông Cesar Cước, một người dân Chile, đứng ra làm chủ tịch. Tổ chức này bị chính phủ Việt Nam hiện hành coi là một tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam Cộng sản, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, được cho là biến tướng của Phun Rô nhằm thành lập nhà nước Dega ly khai và là nguyên nhân những cuộc rối loạn vào tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004 tại Tây Nguyên. Ngược lại, Quỹ Người Thường thường tổ chức những cuộc biểu tình tại nước ngoài để thông tin về sự việc mà họ gọi là ngược đãi và đàn áp người dân Tây Nguyên tại bản địa. Chính quyền Việt Nam đưa ra những cáo buộc về việc tín ngưỡng tin lành của người Tây Nguyên bị xâm phạm và nhiều mục sư bị bắt hoặc công đoán hành lễ. Vào ngày 10 tháng 4, BBC cho biết Quỹ Người Thường đứng ra nhận đã huy động các cuộc biểu tình ở Tây Nguyên, vẫn là những cuộc biểu tình từng diễn ra ở Tây Nguyên hồi năm 2001, và người cầm đầu những vụ lộn xộn này vẫn là Cesar Cước, thủ lĩnh của Quỹ Người Thường. Báo cáo của Human Rights Watch tháng 4 năm 2003 ghi rõ tổ chức Quỹ Người Thường có trụ sở ở Hoa Kỳ do một người Israel tên là Cesar Cước lãnh đạo phát động đấu tranh xây dựng một đất nước Dega vào năm 2000. Chính quyền Việt Nam nói Cesar Cước gia nhập Phun Rô ngay từ năm 1964 theo tự bạch của chính Cesar Cước trên trang web của Quỹ Người Thường. Rất nhanh chóng, Cesar Cước trở thành con cưng của cha đẻ. Nhóm Phun Rô Cesar Cước đã tham gia lực lượng đặc biệt của Mỹ, một lực lượng khét tiếng chống cộng đến năm 1974. Nhân vật này được đưa sang Mỹ huấn luyện về quân sự. Không bao lâu sau, Cesar Cước được Ibrahim Inul, người cầm đầu Phun Rô, chính thức phong hàm trung tướng và chức cố vấn đại diện của Phun Rô tại Mỹ. Dù muốn nhưng Cesar Cước cũng khó tẩy sạch nguồn gốc Phun Rô cũng như tính chất Phun Rô trong tổ chức mình. Thừa hiểu rằng nguồn gốc Phun Rô khó gây thiện cảm, chính quyền Việt Nam nói Cesar Cước cố vớt vát bằng lời biện minh tuy có tham gia Phun Rô ngay từ những ngày phong trào này ra đời, nhưng không có nghĩa rằng tôi vẫn là một Phun Rô của ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản thân Quỹ Người Thường do Cesar Cước sáng lập năm 1992 lại được dựng lên chủ yếu từ các thành phần Phun Rô cũ năm 1986. Khoảng vài trăm lính Phun Rô cùng gia đình di tản sang Mỹ, Cesar Cước đã huy động được những nhân vật vốn là nòng cốt của Phun Rô để lập ra Quỹ Người Thường Monsignor Foundation đặt trụ sở tại Nam Carolina. Cương lĩnh hoạt động của Quỹ Người Thường đã được chính Human Rights Watch ghi nhận phát động đấu tranh xây dựng một đất nước Dega vào năm 2000. Theo nhóm này, nhà nước Dega bao gồm 14 tỉnh của Việt Nam từ Quảng Trị vào đến Bình Thuận, với trung tâm là 4 tỉnh Tây Nguyên. Như vậy, Quỹ Người Thường là một tổ chức chính trị với mục tiêu cương lĩnh hoạt động ly khai. Theo báo Biên Phòng, chính quyền Việt Nam nói rằng Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của đất nước. Các thế lực thù địch phản động từ lâu đã rất quan tâm đến vùng đất này với mưu đồ chia cắt đất nước. Để thực hiện âm mưu thâm độc đó, chúng đã chỉ đạo thành lập nhà nước Dega độc lập ở bên ngoài, dùng tổ chức tin lành Dega làm công cụ phát triển lực lượng chống phá trong nước. Thời gian gần đây nổi lên các hoạt động tái phục hồi xây dựng các khung cơ sở phản động trong nước của tổ chức Phun Rô lưu vong. Chính quyền Việt Nam nói hiện có 5 tổ chức Phun Rô lưu vong ở Mỹ, trong đó hoạt động mạnh nhất là tổ chức Hội Những Người Miền Núi MFI của Cesar Cước và tổ chức Nhân quyền Người Thượng MSAU của Nairon. MFI Monsignor Foundation INC thành lập năm 1992
tại Spartanburg, bang Nam Carolina, Hoa Kỳ, là tiền thân của tổ chức Nhà nước Dega độc lập. Cầm đầu tổ chức là Tổng thống Tự phong Sorkek. Nhà nước Dega độc lập được thành lập với mục đích là đấu tranh đòi lại đất Tây Nguyên, lập nhà nước Dega của người Tây Nguyên, một số đối tượng phun rồ, cơ sở phun rồ cũ và một số đồng bào nhận thức còn mơ hồ tham gia vào tổ chức này. Nhà nước Dega, chính quyền Việt Nam còn nói rằng dưới sự chỉ đạo của bọn cầm đầu tổ chức Nhà nước Dega độc lập ở nước ngoài, các đối tượng trong nước đã tiến hành một số hoạt động gây mất ổn định về an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc của Tây Nguyên. Chính tổ chức này dưới sự giật dây, chỉ đạo, hậu thuẫn của các thế lực thù địch bên ngoài đã kích động số phần tử phản động trong nước gây ra. Các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên vào các năm 2001, 2004, 2008, ông Rong này cầm đầu tổ chức nhân quyền người thượng MSAU đã cho thành lập tổ chức người thượng thống nhất UMP với mục đích kêu gọi người thượng trong và ngoài nước tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước cho người Tây Nguyên, công bố lá cờ của tổ chức UMP và đơn tham gia. Bản tuyên thệ gồm 7 lời thề yêu cầu các thành viên phải thực hiện được nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước Dega độc lập cho người Tây Nguyên, quyết định đặt tên cho nhà nước của người Tây Nguyên là Chính phủ Dega, PMSI, đất nước của người thượng Nam Đông Dương. Vào năm 2000, một phong trào vận động tôn giáo người thượng Tin lành Dega khởi phát ở Tây Nguyên trên cơ sở kết hợp tin ngưỡng Tin lành Cơ Đốc giáo với nguyện ước tự do chính trị rộng rãi hơn, bảo vệ đất đai của tổ tiên và với một số người là quyền tự trị hoặc tự quản. Chưa đầy một năm sau đó, những cuộc biểu tình này đông người chưa từng thấy nổ ra vào tháng 2 năm 2001 ở khắp 4 tỉnh Tây Nguyên. Hàng ngàn người thượng kéo về tỉnh lỵ để đòi trả lại đất đai của tổ tiên và quyền tự do tôn giáo. Chính vì những lý do và đánh giá trên của chính quyền Cộng sản Việt Nam, chính quyền thắng tay đàn áp, điều động lực lượng quân đội và công an phong tỏa khu vực, bắt đi hàng chục ngàn người và tra tấn một số người trong số họ để buộc thú tội và kiểm điểm trước đông người. Đến cuối năm 2001, 36 người thượng đã bị khép vào các bản án tù 4 đến 13 năm tù và 32 người cho ra tòa. Sợ bị bắt bớ, rất nhiều người Tây Nguyên đi trốn ở Campuchia và Thái Lan. Đầu năm 2002, hơn 1.000 người thượng trốn sang Campuchia, sau đó được công nhận là người tị nạn và được tái định cư ở nước thứ ba. Thập niên vừa qua đã chứng kiến chu kỳ tiếp diễn của những đợt đàn áp và nổi dậy vào tháng 4 năm 2004. Hàng ngàn người thượng lại xuống đường và các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng xảy ra vào tháng 9 năm 2002 và tháng 8 năm 2008. Một yếu tố phức tạp ở Tây Nguyên là chính quyền và dân bản địa nghi kỵ lẫn nhau. Chính quyền khẳng định rằng những người thượng theo các nhà thờ tại gia lợi dụng vỏ bọc tôn giáo nhằm hoạt động chính trị. Trong khi đó, nhiều người thượng lại nghi ngờ giáo hội Tin lành chính thức được chính quyền cho phép hoạt động ở Tây Nguyên với tên gọi Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Nhiều người thượng chọn cách thờ phượng tại các nhà thờ tại gia, nghĩa là độc lập hay của buôn làng do họ tự làm chủ, chứ không đi nhà thờ của Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Vốn có sự nghi ngờ tất cả những phong trào của dân chúng có thể gây bất ổn đến quyền lực của Đảng Cộng sản, chính quyền đã phát động những phong trào tuyên truyền mạnh mẽ được quân đội và công an hỗ trợ nhằm xóa bỏ Tin lành Dega và ép tín đồ Cơ Đốc người thượng gia nhập Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, các đơn vị an ninh. Theo công bố chính thức của chính quyền, mục đích của các phong trào này là nhằm tăng cường ổn định và an ninh chính trị ở vùng Tây Nguyên bằng cách ngăn ngừa và loại bỏ các âm mưu của những lực lượng thù địch, cụ thể là Tin lành Dega và thành viên của các nhóm mà chính quyền gọi là các tôn giáo trá hình. Trá hình khác, chính quyền cảnh báo người dân rằng những nhóm tôn giáo đó đang thực hiện mưu đồ ly khai chính trị dưới vỏ bọc tôn giáo và là nguồn hỗ trợ đối với hoặc bị chi phối bởi các tổ chức chống chính quyền, ví dụ như Phun Rô. Mặc dù không có một bằng chứng nào về việc Phun Rô hay bất kỳ một nhóm kháng chiến người thượng có xu hướng ủng hộ bạo lực nào khác đang tiếp tục hoạt động ở Tây Nguyên, chính quyền vẫn nhìn rất nhiều người thượng với con mắt nghi ngờ, nhất là những tín đồ Cơ Đốc giáo người thượng
không chịu theo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, bất chấp sự thực là không có một bằng chứng cụ thể nào về Phun Rô. Chính quyền có thông lệ đưa nội dung lên án và từ bỏ Phun Rô vào các buổi kiểm điểm công khai trước dân. Các cuộc vận động của chính quyền bao gồm những nội dung tuyên truyền rất nặng nề, cán bộ đứng ra tập hợp, các cuộc meeting quần chúng ở cấp buôn làng hoặc cấp xã, trong đó những người bị coi là ủng hộ Tin Lành Đề Ga bị đưa ra trước đám đông để cán bộ và dân làng phê bình, có tính chất xây dựng, rồi họ sẽ tự nguyện từ bỏ đạo và thú nhận lỗi lầm. Cũng theo mô hình tương tự, các tòa án trong tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên tòa lưu động để xét xử những người bị truy tố với tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Theo báo công an tỉnh Đắk Lắk, họ nói rằng chính quyền nói rằng Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là phản động, là chống đối chính quyền nhà nước. Theo chỉ đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Mỹ, gọi tắt là UMCC, tổ chức phản động Phun Rô núp bóng đạo Tin Lành tháng 5 2017, một tổ chức phản động được nhen nhóm thành lập ở trong nước với tên gọi Giáo hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam, gọi tắt là ECCV. Do bị lực lượng công an đấu tranh quyết liệt nên thời gian qua ECCV bị tan rã. Số đối tượng cầm đầu của tổ chức này ở Đắk Lắk thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau nếu không liên kết được để hoạt động. Tháng 9 2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, mục sư Aga, đối tượng Phun Rô lưu vong ở Mỹ, một trong ba đối tượng đứng đầu UMCG, hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, đã tách khỏi UMCG, đồng thời chỉ đạo số đối tượng đã từng tham gia ECCV trước đây thành lập một tổ chức riêng để tiếp tục hoạt động chống phá. Tháng 9 năm 2020, mục sư Aga chính thức thay đổi logo và tên gọi của ECCV thành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, gọi tắt là CHPC, tự nhận mình làm người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm 5 thành viên do mục sư A Đảo trú ở Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm giáo hội trưởng. Tại Tây Nguyên, nhiều người sắc tộc ở Tây Nguyên bán địa theo các hội thánh tin lành mà chính quyền Hà Nội chưa công nhận, cho biết bị sách nhiễu, đàn áp vì niềm tin tôn giáo của người bán địa Tây Nguyên. Thực tế đó ra sao khi mà việc tiếp cận với số người sắc tộc ở Tây Nguyên khá rất là khó khăn. Những người sắc tộc Tây Nguyên như là sắc tộc Ê Đê, sắc tộc Bana Churai và nhiều sắc tộc khác theo đạo tin lành từ rất lâu nay. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một số rất ít hội thánh tin lành được nhà nước công nhận từ cách pháp nhân mà thôi, như Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Các hội thánh tin lành độc lập như Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, Tin Lành Thánh Khiết vẫn không được chính quyền địa phương cấp giấy phép hoạt động. Lý do là để không cấp phép hoạt động cho các hội thánh tin lành như thế thường được chính quyền nêu ra, đó nhóm những người phản động hoặc là mê tín. Ông Đinh Rọi, một người thuộc Hội Thánh Tin Lành Thánh Khiết ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, được thành lập từ năm 1998, sau nhiều lần viết đơn gửi lên chính quyền để xin giấy phép hoạt động, nhưng chính quyền không cung cấp, ông cho biết. Chúng tôi tin Chúa từ năm 1980 rồi, đến năm 1998. Chúng tôi là mốc lịch sử nên chúng tôi thay đổi tên Hội Thánh Tin Lành Thánh Khiết từ năm 1998. Chúng tôi vẫn chưa được cấp tư cách pháp nhân. Thứ nhất, họ, chính quyền nói rằng không cho chúng tôi đi theo những tôn giáo phản lại nhà nước. Thứ hai, mặc dù chúng tôi đã là mục sư và thầy giáo truyền đạo nhưng họ vẫn không công nhận. Cũng trong tình trạng đó, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ tại huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam vẫn chưa được chính quyền cấp giấy phép hoạt động, dù họ nộp đơn đăng ký từ rất lâu, mục sư Inuen tiếp lời. Cái hồi trước, tôi đi làm giới đăng ký sinh hoạt tôn giáo, tin lành để nộp cho ban tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk. Từ hồi đó là họ gọi luôn, họ không cho, họ làm khó dễ, họ không cho theo đạo tin lành. Họ nói hội thánh này là ở bên ngoài, từ Mỹ, từ ông nọ, ông bên kia. Mục sư xin được giấu tên là người đấu tranh rất nhiều cho quyền tự do tôn giáo tại Tây Nguyên, nhất là hệ phái Tin Lành Đấng Christ tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ông khẳng định rằng chúng tôi cũng có đề ra với ban tôn giáo thành phố Kon Tum rồi, nhưng mà cũng chưa nghe thấy họ trả lời, tại vì họ cứ nói là do chúng tôi chưa đủ con số, chưa đủ về người, cho nên họ chưa có cấp tư cách pháp nhân cho chúng tôi. Cái này xảy ra toàn tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.
hôm ngày 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo quốc tế USCIS đồng nhanh lên tiếng quan ngại về việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk xét nhiều tín đồ Tin lành ở Tây Nguyên. Ông Ned Ray, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm ngày 27 tháng 7, viết trên Twitter, rất đáng lo ngại khi chính quyền Việt Nam ở khu vực Tây Nguyên gần đây đã phối hợp tiến hành các cuộc đột kích nhắm vào các hội thánh tư gia và bắt giữ gần 20 tín đồ Tin lành là người Tây Nguyên thiểu số. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành vi quấy rối và đe dọa này và cho phép mọi người thực hành đức tin của họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Bà Menja cho biết rằng hành động sách nhiễu này diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Những hành động này là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay, bà lên tiếng. Và tương tự, USCIS lên án việc sách nhiễu này. Bà Nadine Menja, chủ tịch USCIS, viết trên Twitter, USCIS lên án các cuộc đột kích, giam giữ và xâm hại nghiêm trọng của chính quyền tỉnh Đắk Lắk đối với các cộng đồng người thượng Tây Nguyên. Trước đó, ứng viên được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tiếp theo của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong phiên điều trần ở Thượng viện hôm 13 tháng 7, cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh với Hà Nội, nhưng ông cũng sẽ đồng thời mưu tìm một thị trường giao thương công bằng với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Mark Knipper, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đang giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Nhật Bản và Hàn Quốc tại vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng mối quan hệ giữa Washington và cựu tù Việt Nam đã trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Hai nước chúng ta đã chuyển từ lịch sử xung đột sang quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm các mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực hai nước cùng chia sẻ lợi ích, ông Knapper nói trước khi đưa ra bốn mục tiêu mà ông dự định sẽ thực hiện nếu được nhận nhiệm sở. Nếu được chuẩn thuận chức vụ, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sâu sắc hơn nữa việc hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực này, ông Knapper khẳng định. Mục tiêu tiếp theo của ứng cử viên đại sứ Mỹ là vấn đề thương mại và đầu tư. Theo ông Knapper, mặc dù thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã phát triển đáng kể trong thời gian qua, nhưng vẫn còn những thách thức. Ông hứa sẽ tìm cách để có một sân chơi bình đẳng cho các công ty và nhà đầu tư Hoa Kỳ, trong đó có việc thúc đẩy Việt Nam cho phép tiếp cận thị trường một cách công bằng đối với các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ. Ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của ông Knapper là khía cạnh an ninh. Ứng viên đại sứ Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ mở rộng hợp tác an ninh và giúp tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam giữa bối cảnh hai nước, cùng quan tâm đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế, chống lại hành vi khiêu khích ở Biển Đông và khu vực sông Mekong. Mục tiêu thứ ba của ông Knapper là di sản chiến tranh và các vấn đề nhân đạo liên quan, và cuối cùng là giao lưu giữa người dân hai nước, khi mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học và hàng trăm người Mỹ sang Việt Nam du lịch trong thời gian chưa xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, ngoài các mục tiêu trên, ứng cử viên đại sứ Mỹ cho rằng mối quan hệ Mỹ-Việt vẫn tồn tại các thách thức, trong đó ông quan tâm sâu sắc đến hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là các báo cáo về xu hướng đáng lo ngại của Hà Nội về các hành vi sách nhiễu, bắt giữ người tùy tiện hoặc trái pháp luật, kết án oan và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà báo và nhà hoạt động. Nếu được chuẩn thuận, tôi sẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa và tôn giáo hoặc tín ngưỡng, ông Knapper nói. Theo ông, chỉ khi chúng ta nhìn thấy những tiến bộ đáng kể về nhân quyền thì mối quan hệ đối tác của chúng ta mới có thể phát huy hết tiềm năng của nó. Ông Knapper là con trai của một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Ông giỏi nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật,
tiếng Hàn và tiếng Việt nữa. Trước khi được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Knapper từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Cũng như Tổng thống Joe Biden vừa đề cử ông Mark Evan Knapper, Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách về Nhật Bản, Hàn Quốc, tại Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo thông cáo của Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 4, ông Knapper sẽ thay thế đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel Christine Brink, người vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương hữu nghị vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Knapper trước đây là tham tán của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Trước đó, ông là phó trưởng phái bộ của Đại sứ quán. Ông cũng từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc văn phòng các vấn đề Ấn Độ, giám đốc văn phòng các vấn đề Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các vị trí lãnh đạo tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad, Iraq và Tokyo, Nhật Bản. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết ông Knapper tốt nghiệp cử nhân của Đại học Princeton và sau đó lấy bằng thạc sĩ ở trường Đại học Chiến tranh Quân đội. Cùng với ông Knapper, Tổng thống Biden đợt này cũng đề cử 8